À, chào mọi người quay lại kênh của mình nha Chúc mọi người xem video vui vẻ và nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bây nay là mình làm cái clip này sẽ giới thiệu đến anh em trong kênh của mình một cái mẫu hồ cá koi hồ kính tầm cỡ 250 lít anh em nhé. Ở đây là mình được sự đồng ý của em Tính ở Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh đó. Mình cùng với lại anh em sẽ tham quan hồ của Tính cũng như mình sẽ tìm hiểu các cách tính làm lọc cho hồ của mình luôn anh em nhé. À, đây là đây là toàn bộ cái khung cảnh hồ của Tính đó, anh em. Hồ này của mình thì à, chiều dài là 80, à, ngang là 50 và mực nước hiện tại bây giờ Tính đang để là 50 anh em nhé. À, tổng thể tích nước của mình luôn nó ra vào gần 250 lít đó, anh em sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động thì tính chia sẻ là cái thời gian đầu đó, anh em cũng bị cá hành rất là nhiều nó bị cái hiện tượng ngứa mình đỏ mình do lúc đó mình chưa kiểm soát được cái chất lượng nước của mình đó nhưng mà cái thời gian một tháng trở lại đây thì bắt đầu là tính nâng cấp hệ thống lọc của mình lên à, mình kiểm soát được chất lượng nước nên là hồ đã bắt đầu đi bắt đầu đi vào ổn định rồi anh em nha cá đây thì tính nuôi sai tầm cỡ 20 trở lên hết rồi anh em à, 7 cái em cá này là tính chia sẻ là mua 800.000 à, như anh em có thấy là cá của mình mà sai trên 20 màu sắc rất là đẹp nha Cái này có thể gọi là F1 nha anh em mà 7 em mà 800.000 thì theo mình nghĩ rất là hợp lý nha à, thời gian vừa rồi thì cũng có một số anh em hỏi mình là có biết chỗ nào bán cá uy tín hay không giới thiệu để anh em mua nhưng mà thật sự đây là một cái vấn đề rất là nhạy cảm thường thì hay mình hay né ngay chỗ này mà mình cũng khuyến khích anh em luôn nếu như mà anh em chơi cá coi á gần nhà anh em mà có những cái tiệm hoặc là những cái trại á anh em chịu khó anh em đi ra rồi đó anh em lựa luôn nó sẽ hay hơn có nghĩa là mình thích em cá nào mình mua luôn tại vì mình mua trên mạng thì nhiều khi f 1 f 2 f 0 gì đó nhiều khi cái người bán người ta nói nhiều khi thật sự anh em mình tay ngang thì mình cũng không rành nên là tốt nhất nếu mà được mình ra ngoài tiệm hoặc là ra ngoài trại mình mua mình lựa mình thích thì giá bao nhiêu cũng được mình thích là mình mua thôi còn mua trên mạng là thứ nhất á, là thông qua cái cái mạng xã hội thì nhiều khi mình không đoán được và cái thứ hai là anh em biết rồi bây giờ hiện tại bây giờ cái công nghệ rất là cao và khi mà chụp những cái hình hoặc là những cái clip người ta gửi cho anh em á thì cái đó nó có những cái app anh em mình này là một số anh em gửi về cho mình rồi nha mình chia sẻ luôn chứ mình không có ý là mình nói cái vấn đề là anh em bán hàng trên mạng là không đúng là không phải nha tại vì một số anh em bị cái trường hợp này thì có chia sẻ với lại mình có nghĩa là khi mà nhận được cái hình ảnh á, mình thấy cái hình ảnh á thì khác nhưng mà khi về nhận con cá thì nó khác hoàn toàn so với lại là cái cái hình ảnh do cái app á nè, do cái app á. Với lại cái thứ hai nữa là mình mua thì nhiều khi tỉnh này với là tỉnh kia cái quãng đường nó xa, thì khi mà vận chuyển cá về nó bị mệt rồi nhiều khi nó ảnh hưởng nó mất sức cũng rất là là rủi ro. Nên là mình khuyến khích anh em luôn, nếu mà mua cá thì gần nhà mình có tiệm hoặc là có trại mình ra trực tiếp mình mua luôn còn bất khả kháng lắm thì mình mới mua trên mạng hoặc là mình mua thì mình tìm những cái người hoặc là những cái chỗ những trại người ta bán uy tín á mình mua để tránh cái tình trạng bị lầm tại vì hiện tại bây giờ nếu mà anh em lên những cái diễn đàn hoặc là trên những cái hội nhóm là mình nói thiệt với anh em luôn bốc phốt bốc phốt rất là nhiều cái tình trạng mà buôn bán cá nó nó lầm anh em một số thì chuyển khoản rồi không được nhận cá hoặc là chuyển khoản rồi này nhận cá bị bệnh đó là một trong những cái mà mình thấy anh em gần nhà mình không có trại hoặc là không có tiệm mua nó sai lầm mình cảm thấy nhiều khi cũng rất là buồn tại vì thật sự mình đam mê mà khi mà mình bỏ một cái số tiền ra không phải là buồn đây là mình mất tiền nhưng mà mình bỏ tiền ra để mình mua những con cá mình ưng ý nhưng mà mình nhận lại những cái kết quả nó không như mong muốn á nên là mình khuyến khích anh em luôn khi mà mua cá thì nên ra ngoài tiệm hoặc là ra ngoài trại mua lựa giống như của em tính nè giá cả nó hợp lý mà mua về cá khỏe rất là đẹp anh em nhé à, quay trở lại hồ của tính á thì như hồi nãy mình có chia sẻ rồi à, sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động thì đến thời điểm hiện tại bây giờ hồ mình đã đi vào ổn định thì đây là tính có nhờ mình chia sẻ cái thời khóa biểu mà tính cho ăn cũng như là vệ sinh với lại vô nước luôn thì để anh em nào mà hiện tại bây giờ mình đang có ý định mình thả cá đó thì anh em có thể tham khảo cái cách làm của tính để mình vận hành cái hồ của mình một cách hiệu quả nhất anh em nhé à, thứ nhất á, là hồ này của tính á, là một ngày mình sẽ cho ăn hai lần sáng một lần và tối một lần À, thứ nhất là nó sẽ tập cho mình một cái thói quen luôn có nghĩa là buổi sáng khi mà anh em ra thì cá nó thấy là nó biết rồi à, thứ hai là khi mà mình chiều mình đi làm việc về mình cho nó ăn thì nó nhìn nó cũng sẽ biết như hồi nãy giờ anh em thấy là tính đứng tính quay cho anh em mình xem là cá nó cứ bơi nó đòi ăn hoài nó quen cái bóng dáng của chủ nó rồi anh em à, cá mà mình cho nó ăn cái thời gian lâu nó sẽ giống như một cái thói quen à, thì nó sẽ gặp mình nó sẽ đòi ăn thôi à, cái thứ hai nữa là ở đây là tầm cỡ 7 ngày cho đến một tuần thì tính sẽ thay nước một lần thì ngay chỗ cái phần thay nước này anh em chú ý nha đối với là những cái hồ mini giống như của tính á thì mình thay nước nó sẽ thường giống như một tuần hoặc là hai tuần mình thay một lần nhưng mà anh em đừng có thay một trăm phần trăm hoặc là 80 phần trăm nhiều quá nha anh em thay ở đây là tầm cỡ 50 phần trăm thôi thì uh, sau một tuần hoặc là 10 ngày thì tính sẽ thay 50 phần trăm cái nước của mình và mình vào nước mới thì khi mà vào nước mới ở đây là tính xài là xài nước máy nên là mình vào là vào ngay chỗ bên ngăn lọc và mình cho nước vào từ từ anh em nha thì đó là những cái cơ bản mà tính muốn nhờ mình chia sẻ để nếu mà anh em nào hiện tại bây giờ mình đang có ý định nuôi cá coi trong hồ kính giống như của tính á thì anh em có thể là tham khảo các cách làm của tính ha, mình thấy nó cũng rất là ổn nha anh em. Thì à, bây giờ ở đây á mình sẽ nhờ tính sẽ quay lại ngay chỗ cái hệ thống lọc hồ của tính á để mình cùng với lại anh em xem coi là tính làm lọc như thế nào mà mình vận hành ra sao mà chất lượng nước, nước của mình nó ổn định được anh em nha. Thì à, đây là bộ lọc của tính đó anh em. Hồ của mình thì không có sử dụng lắng nha, tính bơm trực tiếp lên cái này là túi lọc nè, cái này là dùng để đựng phân nè, những cái hồ mini thì anh em chơi cái kiểu này rất là nhiều. đó để dưới mình sẽ để thêm mấy lớp gòn nữa, để khi mà nước nó qua những cái túi lọc này rồi nó qua đi những cái lớp gòn đó, đó là nó đi qua bên cái dạng lọc tràn của mình. những cái hồ mà kính á, mà giống như có tính á, thường thì anh em hay chơi cái dạng lọc tràn này, chắc có lẽ là mình cũng không nói nhiều ha. trong dạng lọc tràn này thì anh em cố gắng để vật liệu lọc anh em có thể là xài xứ viên đá long vũ nè sứ thanh hoặc là nhám thạch đó vân vân rồi nước mình sẽ trả về hồ chánh nếu như mà nếu như mà nước của mình mình xài bơm to đó thì anh em có thể là sử dụng cái nước sạch về mình làm oxy với lại là tạo luồng luôn đó thì đó là toàn bộ cái cách vận hành hồ của tính à, anh em nó cũng rất là đơn giản thôi ở đây thì tính sử dụng là bơm là 2.800 lít trên giờ nha anh em đó mình bơm lên cái dàn lọc của mình là ngay chỗ này thì mình sử dụng cái túi lọc thay vì thì mình sử dụng lắng thì mình không sử dụng lắng ở đây thì tính sử dụng túi lọc nha anh em cái túi lọc này thì tính cái chia sẻ là tầm cỡ 2 ngày hoặc là 3 ngày tính sẽ vệ sinh một lần đó thì nước nó sẽ tràn qua những cái ngăn lọc này thì trong đây mình để những cái vật liệu lọc giống như là sứ viên đá long vũ hoặc là nhâm thạch để nó lọc nước xử lý nước đó là nước trải vào hồ chánh luôn. Thì tính cũng có nhờ mình à, nhắn nhủ đó anh em. Nếu mà anh em xem video thấy hồ của tính còn những cái điểm gì khắc phục thì anh em cứ comment bên dưới để giúp cho tính hoàn thiện hồ của mình hơn Thì đây là mình xin tóm gọn lại để anh em mình dễ hình dung luôn. À, thứ nhất là hồ của tính đây tổng thể tích nước của mình nó gần 250 lít. Tính sử dụng một bơm 2.800 lít/giờ. trên giờ, Mình sẽ bơm lên cái hệ thống lọc của mình. Thì hệ thống lọc ở đây thì tính sẽ sử dụng một cái túi lọc để chứa phân. Thì túi lọc này tầm cái 2 ngày đến 3 ngày thì tính sẽ giặt một lần ha rồi ngay chỗ túi lọc này nước sạch sẽ ra bên ngoài và nó đi qua những cái lớp gòn nó thông qua những cái lọc trà của mình trong đây mình để là sứ viên đá long vũ rồi sứ thanh cũng có luôn rồi nước mình sẽ trả về hồ chánh mình tạo oxy cho hồ đó thì cái bộ lọc hồ của tính nó đơn giản vậy thôi nhưng mà quan trọng nhất là ngay chỗ cái túi lọc là tầm cỡ hai ngày ba ngày thì tính sẽ vệ sinh một lần có nghĩa là mình giặt uh, phân ở bên ngoài anh em nha rồi, rồi mình uh, tiếp tục lọc mà cứ hai ba ngày mình vẫn sẽ vệ sinh một lần thì nếu mà có một cái lời khuyên cho tính ở đây á, thì đối với lại mình á, thì mình thấy đây là sau gần một tháng trở lại đây thì hộ tính đi vào ổn định thì chứng tỏ rằng mình đã kiểm soát được cái chất lượng nước rồi nhưng có một cái để mà góp ý cho tính đây thì mình chỉ góp ý cho em á, là mua cái ống phi uh, 200 trăm uh, tính em mua cái ống ấy về em làm lắng đi thay vì một ngày hai ngày em giặt cái túi lọc một lần nó cực quá thì khi mà em mua cái ống lắng nó về á em cho nó cao hơn cái hệ thống lọc tràn của em bơm mình sẽ bơm vô ngay chỗ ống lắng đó rồi ở dưới mình sẽ một cái khoảng trống rồi gần ở dưới sát đáy đó em đục một cái ống ha đạp cái van xả để giống như là bốn năm ngày em sẽ phân ra một lần để ở trên cái đường ống vào của bơm á em sẽ đặt bốn năm lớp gòn đen hoặc là mát để nó chặn phân nước sạch nó sẽ dâng lên thì khi mà nước sạch dâng lên rồi nó sẽ đi theo một cái đường ống ví dụ như em xài bơm 2 85 lít trên giờ thì em chỉ cần làm cái ống 42 thôi là nước sạch sẽ theo ống 42 đó nó qua cái dàn lọc tràn của em rồi nó sẽ xử lý nước nó trả về hồ tránh thì khi mà em có cái ống lắng này thì thay vì là 5 ngày 7 ngày thì em thay 50 phần trăm nước thì khi có cái ống lắng này thì tầm cỡ hai tuần hoặc là ba tuần em mới vệ sinh một lần còn xả lắng thì tầm cỡ 4 đến 5 ngày thì em xả một lần giống như của anh hiện tại bây giờ luôn thì anh thấy đây là nếu mà được em làm thêm một cái ống lắng thì anh nghĩ nó sẽ hợp lý hơn và cái chất lượng nước của mình nó sẽ được xử lý tốt hơn nữa có nghĩa là hiện tại bây giờ mình đã kiểm soát được chất lượng nước của mình rồi thời phát biểu em làm rất là hợp lý luôn nhưng khi có cái ống lắng này mình sẽ kéo dài thời gian hơn một tí xíu nữa và nó sẽ giúp cho cái chất lượng nước của mình nó được xử lý tốt hơn nữa tính nha thì đó là cái lớp góp ý nhỏ nhỏ mình góp ý cho tính thôi thì nếu như anh em xem video anh em thấy còn những cái điểm nào cần khắc phục thì anh em cứ comment bên dưới để giúp cho tính hoàn thiện hồ của mình hơn anh em nhé thì ngày hôm nay mình cùng với lại tính đã chia sẻ với lại anh em trong kênh của mình một cái mẫu hồ tầm cả 250 lít mà hồ kính anh em nha cũng như là cái cách mình cho ăn nè rồi vệ sinh với lại là vào nước thì nếu mà anh em xem video anh em thấy uh, còn những gì điểm nào cần khắc phục thì anh em cứ comment mình bên dưới anh em nha thôi chắc lẽ là, là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn nha anh em thì cũng đại diện cho bên kênh đó, tính anh chúc em với lại gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe công việc của em làm ăn ngày càng phát đạt tính nha thì nếu như anh em xem video anh em thấy những cái mình với lại tính chia sẻ nó hữu ích thì anh em nhớ nhấn like đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vui vẻ nhé